Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi bài Dư âm một chuyến ghé chơi do tác giả Tưởng Năng Tiến. 14 tháng 3 năm 2018. Chào mừng đến Việt Nam, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt CVN 71 và tàu USS Bunker Hill CG 52. Chúng tôi nóng lòng được dẫn các bạn đi thăm thú nơi đây. Welcome to Vietnam at USS Theodore Roosevelt and USS Bunker Hill CG 52. We can't wait to show you around. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 4 tháng 3 năm 2020. Phải mất hơn 2/3 thế kỷ, người Cộng sản Việt Nam mới ngộ ra được ai là kẻ có dã tâm xâm lược và gây ra chiến tranh trong khu vực. Chỗ mạnh của Mỹ là vũ khí nguyên tử thì chúng không dùng được. Còn chỗ mạnh của ta là chiến tranh nhân dân thì Mỹ không có. Phát huy ưu thế này và những kinh nghiệm tích lũy được, chúng ta nhất định đánh thắng bất kỳ tên xâm lược nào, dù đó là đế quốc Mỹ. Lê Duẩn. Sau khi di cư vào Nam, nhạc sĩ Thanh Bình đã viết mấy hàng gửi về quê cũ. Từ miền xa viết thư về thăm xóm làng, sắt son gửi trong mấy hàng, thăm bà con dãi dầu năm tháng. Từ Tiền Giang thương qua đèo cả thương sang, đêm đêm nhìn vầng trăng sáng, thương những già hôm sớm lang thang. Em thơ ơi có còn học hành sớm tối, áo nâu tươi gái làng còn che môi cười, và đàn bò còn nghe chim hót lưng đồi, nhớ nhung rồi thương quá lắm bé thơ ơi. Nhân vật đồng nghiệp và đồng thời với tác giả những lời ca thường dẫn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn tâm sự. Nhớ lại những năm sau năm 54, lá thư về làng của Thanh Bình đã gây xúc động trong lòng bao người vừa rời bỏ miền Bắc trong cuộc di cư vào Nam. Càng cảm nhận ra rằng mình được bao dung, yên ổn trong vùng đất mới. Người ta càng xót xa thương nhớ về quê cũ. Thực ra thì cái vùng đất mới cũng không được yên ổn gì cho lắm. Miền Nam vào thời điểm đó chỉ có được sự yên ổn tạm thời thôi. Mặt trận giải phóng miền Nam đã được khai sinh từ bên kia vĩ tuyến. Vào ngày 20 tháng 12 năm 1960. Cũng từ thời điểm này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ở Hà Nội vẫn đều đặn gửi thư vào Nam. Khác với lá thư về làng, chân tình và mộc mạc của Thanh Bình, Lê Duẩn chả hề gửi lời thăm hỏi đến bất cứ một cụ già hay bé thơ nào ráo. Thư của ông để ngày 7 tháng 2 năm 1961, gửi anh Mười Cúc và các đồng chí Nam Bộ. Có những dòng sau: vừa qua Bộ Chính trị đã đề ra phương hướng cho phong trào cách mạng miền Nam. Để có sự nhất trí hơn nữa trong nhận định, tôi trình bày thêm với các đồng chí một số ý kiến. Một điều cần khẳng định là cách mạng miền Nam không chỉ đối phó với chính quyền và quân đội của Diệm, mà phải đối phó với cả đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ ở Đông Nam Á. Trong năm nay, Trung ương sẽ giúp xây dựng 12 tiểu đoàn cho cả khu 5 và Nam Bộ. Các khung cán bộ sẽ do Trung ương đưa vào, còn chiến sĩ thì tuyển lựa tại chỗ. Riêng đối với Nam Bộ, ngoài này sẽ cung cấp đủ cán bộ cho 6 tiểu đoàn và một tiểu đoàn gồm cả cán bộ và chiến sĩ. Sắp tới ta phải phát triển gấp đôi, tạo ra một bước chuyển đáng kể về lực lượng quân sự.
Tất cả những bức thư chỉ đạo của Lê Duẩn đã được nhiều nhà xuất bản sưu tập và in thành sách. Thư vào Nam, ấn bản năm 2015 của nhà xuất bản Tổng hợp có đôi dòng giới thiệu vô cùng trang trọng. Cuốn sách tập hợp những bức thư và điện của đồng chí Lê Duẩn, tức là anh Ba, gửi vào miền Nam khói lửa trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Toàn bộ cuốn sách cho thấy đồng chí Lê Duẩn qua thực tiễn chỉ đạo các chiến trường, từ nhận định tình hình đến chủ trương biện pháp đã phát triển hết sức phong phú cả hai mặt lý luận và thực tiễn, kết hợp nhuyễn nhuyễn đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Thư vào Nam là một cuốn sách quý góp phần tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống Mỹ và tư liệu lịch sử giá trị có thể áp dụng sáng tạo để giải quyết những vấn đề trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Một trong những vấn đề trong sự nghiệp cách mạng hiện nay là sự có mặt của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng và thái độ háo hức đón chào hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của người dân Việt. Về sự kiện này, trong mục điểm tin của trang báo Tiến Dân, đọc được vào hôm 5 tháng 3 năm 2018, có đôi đoạn như sau. Mỹ đi rồi, Mỹ lại về. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ ngày chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đón người Mỹ vào Đà Nẵng, bây giờ đến lượt lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẵn sàng đón tàu sân bay Mỹ, theo báo Người Lao Động. Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, các cấp lãnh đạo đã lên kế hoạch chi tiết từ hơn nửa năm trước để đón tàu sân bay đầu tiên của người Mỹ cập cảng Việt Nam. Báo Dinh đưa tin, đoàn công tác liên ngành Việt Nam thăm tàu sân bay Mỹ, Bộ Ngoại giao xác nhận, đáp lại lời mời của Đại sứ quán Mỹ. Đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã đến thăm tàu sân bay USS Carl Vinson trong ngày 3 và 4 tháng 3 năm 2018. Khi tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam, Báo Giáo dục Việt Nam có bài tổng hợp cụm tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson thăm Việt Nam, phản ứng và bình luận. Theo cựu đô đốc Hải quân Hoa Kỳ John Kirby, Việt Nam muốn củng cố mối quan hệ với Hoa Kỳ trong tình hình Trung Quốc tiếp tục hiện thực hóa tham vọng bá quyền ở Biển Đông. Biên tập viên tạp chí The Diplomat Prashant Paramewaran cho rằng chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson còn có mục đích động viên các nước ASEAN rằng Washington sẽ không để Biển Đông rơi vào tay Bắc Kinh. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định nền ngoại giao cân bằng động sẽ sang trang. Theo tiến sĩ Thắng, tình thế của nước Việt Nam hiện tại đã buộc các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải gác lại quá khứ với người Mỹ và theo đuổi lộ trình ngoại giao cân bằng động, nghĩa là cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của bạn vàng và củng cố quan hệ với Mỹ. BBC đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam tiếp đón hàng không mẫu hạm Mỹ? Bài viết nêu quan điểm của nhà báo Bill Hayton. Để lộ trình ngoại giao nước đôi của quan chức Cộng sản Việt Nam, họ tiếp đón tàu sân bay Mỹ để đáp trả đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng họ cũng không muốn làm mất lòng bạn vàng và vẫn sẽ không tham gia các liên minh quân sự của người Mỹ. Trong một cuộc họp báo vào chiều 1 tháng 3 năm 2018, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố, tàu sân bay Mỹ đến thăm Việt Nam để góp phần duy trì hòa bình khu vực. Báo Tiền Phong cho biết thêm, Đà Nẵng và 6 tháng chuẩn bị đón tàu sân bay cùng 6.000 thủy thủ Mỹ. Thảo nào mà chuyến viếng thăm đã diễn tiến
hết sức thuận lợi và vô cùng cảm động. Thiệt là công phu và quý hóa hết biết luôn. Rồi ta không chừng thành phố Đà Nẵng còn dám cử đại diện ra tận Lăng Ba Đình để báo công dâng Bác nữa. Tính từ bức thư vào Nam đầu tiên của Lê Duẩn, viết ngày 7 tháng 2 năm 1961, để chỉ đạo cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, cho đến khi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến thả neo trong vịnh Đà Nẵng để góp phần duy trì hòa bình khu vực, và là đúng 67 năm ròng, phải mất hơn 2/3 thế kỷ người Cộng sản Việt Nam mới ngộ ra được ai là kẻ có dạ tâm xâm lược và gây ra chiến tranh trong khu vực. Sự chậm lụt hay chậm hiểu của họ đã làm hao tổn xương máu của hàng chục triệu lương dân và dìm cả đất nước xuống hố sâu của sự khốn cùng như hiện cảnh. Tuy thế, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là giới quan chức của Hà Nội đã thức tỉnh và sẽ thôi khúm núm trước mặt kẻ thù. Kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần tới đây xin tạm chấm dứt. Hẹn lại quý khán thính giả trong kỳ tới. Chúc quý khán thính giả một ngày an bình và hạnh phúc.